gọi là hệ thống dự trữ phân đoạn. Với hệ thống này, các chủ nhà băng có thể kiếm tiền, mặc dù không có gì, trong khi mọi người phải làm việc nặng nhọc để kiếm tiền. Điều đó đã tạo ra một chế độ mới, nơi mà đa số xã hội đang phải làm việc để trả nợ cho ngân hàng. Thật tốt là, mọi người không hiểu cách thức mà hệ thống nhà băng và tiền tệ hoạt động, bởi vì nếu họ hiểu, tôi tin rằng sẽ có một cuộc cách mạng diễn ra trước khi mặt trời mọc sáng mai. Dưới âm mưu dự trữ phân đoạn, chúng ta không tránh khỏi việc trở thành những nô lệ mắc nợ những tầng lớp lãnh đạo tài chính này. Không phải bởi vì họ thông minh hơn hay giỏi hơn những người khác, nhưng bởi vì họ đã làm lũng đoạn hệ thống để đem lại lợi ích cá nhân trên thành quả lao động của mọi người. Catherine Austin Peace là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô từng là phó bộ trưởng phát triển đô thị dưới nhiệm kỳ Tổng thống George Bush, cha, và sau đó là cố vấn của Clinton. Hãy bắt đầu trò chơi độc quyền và bạn muốn mua một mảnh đất nào đó, còn tôi thì liên tục in tiền, khiến tôi có nhiều tiền hơn, làm hạ giá đồng tiền bạn đang có bằng cách in nhiều tiền hơn. Cho dù bạn làm việc chăm chỉ đến đâu, hoặc bạn thông minh, tài giỏi đến cỡ nào, tôi luôn luôn có thể lấy hết tài sản của bạn một cách dễ dàng. Sao nếu bạn và tôi in tiền, thì đó gọi là làm giả, nó là vi phạm pháp luật. Nhưng nếu nhà băng làm điều đó, thì nó lại làm tăng nguồn cung tiền lên. Từ đâu mà các ngân hàng lại có cái quyền này? Đây là đảo Jamaica. Tại đây vào năm 1910, đại diện của gia tộc Rockefeller, Rothschild, Morgan và các chủ ngân hàng tư nhân khác đã họp một cách bí mật để soạn ra một dự luật dựng lên Cục Dự trữ Liên bang. Griffin đã viết một cuốn sách về những việc đã xảy ra trên đảo Jamaica. Ngân hàng trung ương là liên minh ngân hàng, có mối quan hệ chặt chẽ với các chính phủ tại quốc gia mà họ đang hoạt động và họ được trao cho quyền lực độc quyền về nguồn cung tiền. Đó là món quà mà các chính trị gia tặng họ, đổi lại các chủ ngân hàng phải làm gì cho các chính trị gia. As a gift, you might say, for the partnership. Now, in return, what do the bankers do for the politicians? They promise to create money out of nothing. Họ in tiền ra từ hư không vì họ có quyền làm việc đó một cách hợp pháp và cung cấp tiền cho chính phủ bất cứ khi nào họ cần. Và từ năm 2008, chúng ta đã chứng kiến số lượng tiền giả được in ra nhiều nhất trong lịch sử. Bàn tay ảo thuật của giới tài chính đã che giấu cái giá phải trả và nó ẩn đi người đã gây tội trong việc này và khiến chúng ta trở thành những nô lệ với món nợ khổng lồ. Tôi đã nhận ra, cùng năm 1913, khi Cục Dự trữ Liên bang được thành lập, Cục Thuế Quốc gia Hoa Kỳ cũng được ra đời. Và chính phủ Mỹ bắt đầu thu tiền thuế thu nhập từ lúc đó, khiến cho bạn và tôi phải trả nợ cho những tay chính trị gia này, còn tiền lời thì trả cho những tay nhà băng. Vấn đề là, ở Mỹ tồn tại một hệ thống ngân hàng trung ương, được sở hữu bởi tư nhân, trá hình như một ngân hàng nhà nước. Nếu bạn tra cứu sổ điện thoại tại Washington DC, bạn tìm số của Cục Dự trữ Liên bang trong các trang xanh thuộc về chính phủ, bạn sẽ không thấy nó, bởi vì nó ở những trang trắng, nằm kế trang dịch vụ chuyển phát nhanh, vì trang trắng là dành cho các công ty tư nhân. Đó là ngân hàng trung ương của tư nhân. Mối quan hệ chính đáng. Thế nào là mối quan hệ chính đáng giữa Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và Tổng thống Mỹ? Trước hết, Cục Dự trữ Liên bang là một tổ chức độc lập, và dựa trên điều đó, không có một đại diện chính phủ nào có thể ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì. Chúng ta có ngân hàng tư nhân, được quyền in thay mặt cho kho bạc nhà nước. Cục Dự trữ Liên bang thì in tiền dựa trên hệ thống nợ, tạo ra sự khan hiếm, thiếu hụt. Nhưng nó đặt một nhóm người trong cuộc ở một vị trí, cho phép họ tiếp cận các dữ liệu về nền kinh tế, khi chúng ta không làm được điều đó. Và như vậy có một nhóm nhỏ các chủ ngân hàng hiểu rõ cách mà tiền hoạt động trong thị trường, và cho phép họ in tiền theo cách thức mà quyền lợi của họ luôn luôn sẽ được bảo vệ. Người dân thường sẽ bị rút sạch tài sản. Catherine so sánh một hệ thống kinh tế lành mạnh như là sự rung động hình xuyến, cân bằng, tự do lưu thông và tràn đầy năng lượng, đối nghịch lại điều đang xảy ra cho nền kinh tế chúng ta.